CDT News, luyện được 8 điều này, ngang dọc 4 bể, ai cũng yêu quý bạn. Cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương, tình yêu lớn lên nhờ lòng vị tha, tình yêu chúng ta cho đi là tình yêu duy nhất chúng ta giữ được. Dưới đây là 8 bí quyết để bạn luôn nhận được sự yêu quý của mọi người xung quanh. 1. Tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Có một câu chuyện thế này. Đứa trẻ nọ rất không lễ phép, thường không chủ động chào hỏi người lớn, lại chẳng hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa. Mẹ bé vì muốn sửa chữa thói xấu đó cho con mình mà mang nó tới trước một vách núi cao. Bà ấy quay mặt về phía vách núi và hét to: "Xin chào, xin chào." Đứa trẻ nghe thấy có tiếng vọng lại từ vách núi: "Xin chào, xin chào." Mẹ nó lại hét lớn: "Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn." Vách núi đáp lại: "Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn." Đứa trẻ rất ngạc nhiên, nó hỏi mẹ nó tại sao lại như thế. Mẹ nó bảo, người biết tôn trọng người khác thì mới được người khác tôn trọng. Việc chào hỏi cũng vậy, dù hàng ngày đều gặp nhau hay thi thoảng mới gặp, đều phải luôn thực hiện đúng mực, lễ phép chào mọi người. Đứa trẻ gật đầu, khuôn mặt trầm ngâm, ngẫm nghĩ lời mẹ dạy. 2. Vui vẻ giúp đỡ mọi người. Mỗi người sống trên thế giới này đều có lúc cần sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè hay bất cứ ai. Có những lúc chỉ một lời động viên, một nụ cười đúng thời điểm cũng có thể vực dậy một người đang tuyệt vọng. Sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất đối với người đang gặp khó khăn là điều rất quý giá. Ta giúp người không cầu mong họ báo đáp, nhưng chắc hẳn tấm lòng đó sẽ có ngày được thiện báo. Đâu có ai thuận lợi trải qua một đời mà không gặp trắc trở. Hãy biết gieo nhân tốt để gặp được quả tốt, bạn nhé! 3. Có lòng biết ơn. Sau khi nhận được sự giúp đỡ hay đơn giản là một việc tốt đẹp ngẫu nhiên xảy đến, ta đều nên mang lòng biết ơn. Theo khoa học chứng minh, lòng biết ơn mang đến tâm lý thoải mái và khiến ta hiền hòa hơn. Đó là một thái độ sống rất tích cực và tất nhiên ai cũng muốn làm bạn với người như vậy. Ở một khía cạnh khác, khi ta luôn biết ơn sự giúp đỡ của người khác, người ấy sẽ nhận thấy sự trân trọng của ta tới nỗ lực của họ và thêm quý trọng ta hơn. 4. Đi tìm những sự đồng điệu. Đồng điệu là gì? Là không phải sự giống nhau trên mọi phương diện mà là sự thấu hiểu, sự phù hợp dù chỉ ở những điều nhỏ nhặt. Không cần phải hợp gu như tri kỷ, cũng không quá thân thiết như bạn thân. Chỉ là hãy tìm điểm chung giữa mình và mọi người để sống hòa hợp và thoải mái hơn trong các môi trường khác nhau. 5. Những lời khen thật lòng. Ai cũng thích được nghe những lời hay, ý đẹp, thích được khen, thích được ca ngợi. Lời khen là con đường ngắn nhất để chiếm được cảm tình của đối phương. Nhưng hãy học cách khen thật lòng, đừng vì lợi ích trước mắt mà buông lời giả tạo, bởi sự dối trá không bao giờ bền vững cả. Nếu không tìm được điều gì để khen, hãy đợi tới cơ hội khác. Con người ai cũng có điểm mạnh, điểm xấu, không ai là hoàn hảo, nhưng cũng không ai là xấu tệ. Nếu bạn cởi lòng hơn, bạn sẽ nhìn ra điều tốt ở đối phương. Khi đó, lời khen của bạn dành cho họ chắc hẳn sẽ thật giá trị. 6. Sự hài hước, hóm hỉnh. Sự vui vẻ có thể mang đến năng lượng tích cực. Điều này khiến ai cũng sẽ muốn ở bên bạn. Khi ai đó đang khó chịu, bực bội, ta có thể xoa dịu họ bằng những lời đùa vui nhẹ nhàng và một nụ cười hóm hỉnh. Nhà văn nổi tiếng Mark Twain từng đến một thị trấn nhỏ và biết trước rằng muỗi ở đó rất độc. Sau khi tới khách sạn, ông đứng tại quầy lễ tân để nhận phòng và thấy một con muỗi bay trước mặt. Điều này làm cô lễ tân rất lúng túng. Mark tỏ ra không để ý và nói: "Muỗi ở chỗ cô thật thông minh, nó ngó xem số phòng của tôi là bao nhiêu để buổi tối tìm đến đánh chén một bữa no nê." Lời nói đó khiến cô lễ tân bật cười và xóa tan sự e ngại. Cuối cùng, tối hôm đó, Mark có một giấc ngủ rất ngon lành. Lý do là sau khi ông lên phòng, toàn bộ nhân viên khách sạn được huy động để dọn dẹp và diệt sạch côn trùng. Mark đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp với người dân ở đây. 7. Khoan dung độ lượng. Chẳng trách được sẽ có lúc người khác khiến bạn bị tổn thương, dưới trong lòng cũng chỉ khiến mình mệt mỏi, đẩy người với người rời xa nhau. Ở đời không ai hoàn hảo, học được bao dung chính là sự giải thoát. Bao dung cho người khác cũng là bao dung cho chính mình. Nó chứng tỏ bạn có một trái tim vị tha và ấm áp. 8. Khiêm nhường, khiêm tốn. Có mà không khoe khoang, giỏi mà không tự cao.
Đó thực sự là một đức tính chứng tỏ tâm thái cao và sự cầu tiến đáng ngưỡng mộ. Tại Nhật Bản, người ta thường nói, có thể hàng xóm của bạn là một nhà tỷ phú, triệu phú mà bạn cũng không biết. Người Nhật Bản họ có đức tính khiêm nhường rất đáng học hỏi. Giới siêu giàu sống như những người bình thường, giao lưu và hòa đồng với cộng đồng chung, nhưng họ vẫn có những khoảng trời riêng và giá trị quan khác biệt để làm nên sự thành công vượt trội. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé. Thank you for watching. Click the subscribe button to update the latest news, please. CDT News, Saturday Daily Times.